Dạ, chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin làm bài tập 5 điều khiển led. Tóm led 7 đoạn đếm theo yêu cầu. Led 1, 2, đếm lên từ 0, 0, lên 15, mỗi lần tăng giá một lần giá trị. Led 7, 8 đếm xuống từ 26 xuống 0, mỗi lần giảm hai giá trị. Các led còn lại hiển thị dấu gạch ngang. Việc chú ý việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Sau đây em xin trình bày phần kết nối phần cứng.
Sau đây là em xin trình bày phần code. Đầu tiên ta khai báo thư viện 16s887.h, sử dụng tụ thạch anh, có xung là 20 MHz. Đầu tiên ta khai báo các led, các giá trị ban đầu của các led 7 đoạn là 0x C0, 0x C0, và hiển thị để hiển thị bên này của để hiển thị led 1, để hiển thị led 1 2 và bốn dấu gạch ngang. Sau đó là 0x C0 để hiển thị hai con số 0 phía ngoài cùng. Ta khai báo các giá trị đếm của led 7 đoạn và 10 giá trị biến đếm. Khai báo các các biến y, z, quét và đếp. Đầu tiên là chương trình con, chương trình dùng để quét. Đầu tiên là for z bằng 0, z nhỏ hơn 30 và z cộng cộng. Z nhỏ hơn 30 vì giá trị bằng đếm cuối cùng là 26. Đầu tiên là ta giao quét bằng 0xFA là giá trị 1111110, là giá trị ban đầu. Khi vì chúng ta có 8 con led 7 đoạn nên là vòng lặp thứ hai là for y bằng 0, y nhỏ hơn 8 và y cộng cộng. Xuất ra output D là xuất ra quét, còn xuất ra output C là chương trình của mãn delay HMX để chống lên số với nhau. Và ta cho quét bằng cộng thêm một giá trị đơn vị 10111101. Và chúng ta vào chương trình chính, ta set các giá trị của các bậc set trick C và set trick D. Đầu tiên ta set giá trị up bằng 0 và giá trị down bằng 26. Khi đã kiểm tra các giá trị này đúng thì nếu mà up mà nhỏ hơn 15 thì ta cho up quay trở lại bằng 0, và nếu mà down là bé hơn 0 thì ta cho down quay trở về với giá trị 26. Hiển thị lên các led 7 và 6, hiển thị lên led 7 là giá trị hàng chục của biến down, và led 6 là giá trị hàng đơn vị của biến down. Tương tự ta xuất lên led 1 và 0 có giá trị hàng chục và đơn vị của nó. Ta khai báo chương trình con quét cho giá trị, vì giá trị up tăng một đơn vị nên up sẽ bằng up cộng 1 và down sẽ bằng down trừ 2. Sau đây em xin mở mô phỏng. Ta chọn file head. Và xét thông số của tụ thạch anh là 20 mê. Mà chạy. Khi đếm tới 0 thì quay về 26. Và đi đến tới 15 thì quay về với chị 1.